từ cái bội còn 5 ký rưỡi, có con hơi nhỏ quá. Qua phải chỉ 10 bỏ còn nhỏ lại. Phải quần nó như cháu đó. Còn được 21 con, vớt 3 con còn 18. Rồi cho bà Phi chào lại tất cả các bạn nha. Đến với kênh YouTube của bà Phi nữa nha. Hôm nay là mình cũng có đi, nói chung là xuống nhà bà Thím, có bà Thím bà lễ, bà tổ chức cái lễ với sinh nhật cháu nội, cũng có làm vài món sơ sơ nha các bạn. Đây là ba cái đối tượng là bà Thím bà mới vừa chài kéo lưới mấy ngày nay, bà rộng rồi. Món cá này làm là món gì Thím ơi? Chân tương. Chân tương hả? Ừ. Cá tay tượng, tay tượng chân tương nha các bạn. Để chiên ăn khô khốc. Rồi đây là bà Thím mười của mình, bà Thím. Alo, nó... yeah. Rồi. Trời, cười thấy thằng súc. Bây giờ, quay không gian cảnh bếp của miền Tây cho các bạn xem cái nha. Nó không được cầu kỳ giống như thành phố có kệ này kia nha. Nói chung miệt trường là không gian bếp nó vậy các bạn. Nó cũng chuẩn bị là làm vài món. Ủa, ba con này nãy thứ 10 nó mấy ký thứ gì thứ 10? 6 kg rưỡi. À vậy con là 2 ký mấy nha. Con cỡ nằm cỡ giá 2 ký, 2 ký mấy trở lên nha các bạn. Lóc ra không? Nó trắng tươi. Là chịu khó. Nó không có đen như cái này mà mình... Vậy là cái này đâu phải kêu cào giải, mình lóc giải hả? Lóc luôn giải. Hả thứ 10? Ừ, lóc giải nữa. Này là lóc giải luôn nha các bạn chứ không có cào giải nha. À và bà thứ 10 này là thím của mình là cũng chuyên gia nấu đám, nói chung là bất cứ đám gì cũng nấu các bạn, đám cưới đám hỏi, nói chung là ở đây là thím mười cũng có một cái nhóm là nấu đám để phục vụ đám tiệc này, chỉ có một cái đám là thím mười bà không có nấu được thôi, đó là đám mây. Nếu mà các anh chị nào ở chợ gạo nè, nó có cần cứ liên hệ với ba Phi nha, rồi ba Phi sẽ ấy cho giá cũng bình dân các bạn. Cá cũng lóc cái giải nó ra xong rồi các bạn, mà sạch xương cá nhìn thấy thèm trắng phiếu rồi. Nhìn hình cá đẹp quá. Giờ là rửa xong rồi đem vô tổng rửa lại sơ cái giai đoạn tiếp theo phi lê. Đây các bạn, trứng luộc cái này nấu trứng luộc hay gì nhiều dữ rồi sao, trứng lộn hay gì? Không, thịt lộn mà nấu mình luộc, nấu cháo cua đồng á. Nấu cháo cua đồng, thịt lộn luộc nấu cháo cua đồng các bạn. Còn bao tử luộc làm gì sao? Bao tử thì mình xào hạt tẩm, lưỡi. Và mấy món cũng ngon ngon không đấy các bạn. Đó, bao tử luộc xong rồi. Cá cũng đem vô tới chuẩn bị. Cái này giờ mình làm mà mình chân luôn ha, cho chị mới chân thứ 10. Bây giờ ướp xong rồi xế xế chân con. À. Ướp cũng cho nó thấm gia vị cho ngon rồi mình chân nó mới ngon chứ mình chờ mới ướp còn mình chân liền nó không ngon. Rồi rồi. Mình hấp liền nó không ngon. Hai bà đưa mặt lên để cho người ta hai đầu bếp chính mà đầu một hai đầu bếp bà Duyên lấy cái mâm vuông dài là Duyên mẹ lắp cá chuyên gia phục vụ nấu đám dạ. Có cái thớt đó thì ha, chứ còn lấy cái mâm làm gì trời, mâm đâu có, đặng mình ấy xong mình để qua mâm. Ủa mà cô đồng thế mười mua hay là ở đâu có vậy? Mua đồng bắt nhà chặt lọt ở của nhà luôn, khỏi mua luôn. Sai chưa? Như sai rồi hay gì á, có mới sai rồi, có mới đây nè. Cái nào chưa sai đâu? Chưa. Hết rồi. Ở trong tủ lạnh á, trong tủ lạnh á, đưa bỏ ra. Vô lấy ra đi viên hai bịch cua đồng trong á. Thôi mà lấy ra làm, lấy còn không lấy thì thôi để. Cái đó mình làm rồi, lấy làm rồi mà phải sai. Mà bây giờ chút xíu mà mình đặt, mình đặt thì sai. Mình lóc cái phần đó ra luôn hay là sao thím ơi? Mình lóc ra vậy đặng mình ướp, đặng mình nhét vô trọng hết cho nó thấm. Có chứ mà mình để vậy ướp thì nó đâu có thấm cái phần ở trong. Ăn nó sao không ngon.
Vậy là cái máy này xong, hồi nãy lấy ruột hết rồi phải không? Lấy hết rồi đó. Chị hai về rồi hả? Nhiên ở nhà, Nhi ở nhà đặng chút mẹ đi rước anh hai chứ con đi theo. Này các bạn. Đó, từ một là mình phải gia vị tỏi nè, củ hành tím phi nè, bò đường bột ngọt rồi nè. Đặng ướp vô á, mình ướp mình phải ướp như vậy nè, nó mới thấm vô cái trong. Đặng nó mới ngon. Quá hấp dẫn, đúng rồi, ăn con cá này hơi cực kỳ công nhưng mà kỳ công nhưng mà cực một chút mà nó ngon các bạn. Mình phải nói muốn ăn phải lăn vào bếp. Chứ nếu mình ướp ở ngoài thì nó không có thấm vô này, bên trong. Cũng lần đầu tiên con mới thấy luôn á. Vậy cái bắt đầu cái mình hấp á, cái mình để củ hành tím nè, củ tỏi nè, nhưng mà tới chừng nào mà gần chín á mới mà để tỏi với củ hành tím vô với nấm mèo. Ôi mọc nhĩ mọc nhét không biết nữa. Nha, cái là bắt đầu nó cái nó thấm ở trong. Cái bắt đầu ở ngoài này nè, đó mình mới chứ nếu mà ướp ngoài gì mà không xẻ ở trong là con cá nó không bao giờ nó ngon, nó không bao giờ nó không thấm vô trong phải không? Thấm vô trong nó ngon. Ăn cái miếng cá nó lạc, không có được đậm đà. Còn mình làm vậy là cái miếng cá nó đậm đà luôn tới trong luôn, ăn nó thấm từ trong tới ngoài. Rồi xong. Cái có gì ạ? Quả hình như là nó bay quả không dạ? Cái gì? À cái này xong. Xong một con nha các bạn. Một con rồi đó. Đây là cua đồng nha các bạn. Cua đồng bà Thím mới đặt. Làm sẵn bỏ từ lần giờ đem ra xay. Xay lấy cái bồng con đó. À, còn đã không? Cua này nó ngon là bây giờ cũng có cua nó là cua nuôi. Giờ hiếm. Màu qua cái càng nè các bạn, cái cua đồng nè. Nhưng mà để làm cái này nó trước nè. Cua này kêu cua kình nè, cái càng các bạn thấy ngon không? Này hồi xưa con sao? Đi học về là đi ra ruộng bắt mà lấy xô bắt bán cho cái ông anh Lâm dưới đây nè, ông nuôi nuôi vịt đó. Bán có 1000 ký à. Đúng rồi, đúng rồi. Hiếm. Có cua nhỏ, giờ coi cua nhỏ đâu là. Không, cái cua nhỏ ở ngoài vườn Thanh Long con là có nhiều lắm mà nhỏ nhỏ không bắt. Bắt mà sợ nó tiệt chủng thì bởi ở ngoài con nhỏ nhỏ cỡ con cá là con bỏ hết à. Cỡ con cá gì, cỡ gì là con bắt là bắt. Con la nhiều lắm, tới mùa mưa xuống là nhiều lắm mà nhỏ nhỏ không bắt, không bắt cỡ bự bự cái này không à. Để mai mốt là mình nói chung là mưa xuống là nó có, tại giờ đất cũng khô, không phải là ruộng Thanh Long nó mưa xuống là có. Mình đặt vậy đặng mình sai cho cái cối nó nhẹ, tại vậy mình. Tại giờ nói chung là hiếm, giờ nó không phải giống hồi xưa ruộng nào cũng có, cứ trưa đi học về là cứ đi ngoái bán có 1000 ký. Rồi hồi đó sao em, ta đi cắt lúa em. Rồi rồi bắt heo sáng một thùng, cái thùng mà bằng cái thùng thiết, cái thùng mà gánh nước của mình hồi xưa chứ không phải mà nói mà cái thùng nhỏ. Cứ thể sáng một thùng, chiều một thùng này nè. Đó, xài cua, ủa cỡ vậy đó, cua chiên cỡ vậy nó mới ngon á.
Còn giờ mấy chục ngàn ký mà không có mà ăn. Bởi vậy cua giờ đa số nó nuôi nó giờ có ngàn ký lô rồi đó. Cua này cua thiên nhiên luôn. Khỏi sợ cua nuôi cua gì hết. Đó, Hai Sang lấy cái đầu Hai Sang ra. Tao luộc nè. Phải có nước cốt nữa hả? Ừ. Ủa, cái này thí dụ mình muốn mua bịch sữa mình bỏ vô được không? Không, nó không ngon. Cái món thấm này là con phải nước cốt nó mới ngon. Cái sữa nó không có ngon. Làm như con ăn lau luộc rồi con chấm cũng như là thay vì mình chấm mắm me mà. Tại vì con thấy cũng có nhiều người làm nó mua sữa. Thôi không bằng. Cái nước cốt mình là ngon nhất, nó béo hơn. Nó đâu có béo bằng. Chấm với lau luộc, lau tập tàn. Để mày tắt. Chấm mắm me hoài ngát, bữa nay thứ 10 đổi chiến thịt tôi chấm gì à? Không mà, cá chiên tôm thì chắc cái đó là đúng rồi. Còn cá ta tự chừng nào chiên rồi mới là chấm mắm me. Cá hấp cà thì mới với chấm mắm me đồ. Giỏi tao. Chết chưa? Bịch sữa chứ con thấy nó đâu có béo bằng cái nước cốt của mình. Đúng rồi. Nước cốt mình là béo nhất. Nội sáo có làm sữa chua nữa. Mà con mà nó cái gì mà nó cốt nó hư quá. Con đừng có lấy cái dừa khô quá. Mà sao cái dừa khô nó gắt dầu. Mà sao ngộ cái cắm vàng nó làm sữa tươi nó không có bị mà sao ta làm sữa hộp là nó bị à? Nó béo. Nó làm gì nó làm như nó bồng con và một bên nó thì bên trong keo không? Mà sao làm sữa tươi thì không có mà hả sữa bò hả ta làm hai lần là bị đủ hai lần. Ừ. Quên nữa đậu phộng, quên nữa hồi đi mua đậu phộng rang giả nhuyễn để vô nữa là cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Làm hấp dẫn quá. Nó làm một tính sách xuống đây cho mấy đứa nhỏ ăn mà. Táo vậy được không? Ha, lỏng một chút nữa táo. Dắt mới có nước một, có nước nhất á. Nó dắt nước thôi. Rồi mẹ uống hết bờ. Vậy thì đâu có đặt gì đâu. Đặt không? Không, đặt đâu, cứ đem. Mà lỏng lỏng thì đặt mình chấm rau bờ, đặt quá sao chấm. Coi chừng lát cái nó. Hôm nay là cũng có cái dàn máy của bà Phi Nhật Bản đem tới phục vụ văn nghệ cho vui các bạn. Đó là em Thành, thành viên ở thành phố. Đó là dàn máy của bà Phi cũng nói chung chơi văn nghệ gia đình các bạn. Đem tới phục vụ cho nhà bà Thím. Ăn cơm cũng chịu ăn cháo đi. Cô ở cân chi hóa kiểu chịu cao. Nó dàn máy của mình đơn giản các bạn. Mình đi với bộ xử lý âm thanh. Một chiếc Sonrad FX8 Micro UG9 Men 32 sò men nhập. Đây là cặp sấp một cái sấp 5 tấc. BA của Thái các bạn. Còn lo cũng BA của Thái luôn nhưng mà cái vỏ nano mắt. Làm ớt lên nữa nó mới đẹp. Rồi đây các bạn, đây là thành quả của bà Thím làm cũng từ sáng giờ cũng đã xong các bạn. Đây là ba dĩa này là bao tử sạch thập cẩm các bạn. Còn đó là cá tai tượng cũng đã hấp tương chân tương là xong nha các bạn. Giờ là chuẩn bị là dọn lên là cháp thôi. Đó, quá hấp dẫn các bạn ơi. Rau má vườn luôn nha các bạn. Rau má rồi rau má thiên nhiên. Múc cho một nồi, múc ra một cái cục cua để lên. Đây, cháo cua đồng một vịt lộn đây. Cháo cua chục trứng một vịt lên. Đây là còn cháo cua đồng nha các bạn. Cháo cua đồng vịt lộn. Cua đồng này là cua thiên nhiên luôn. Cua đồng này là hồi trưa là mình có quay rồi nha các bạn. Hồi trưa này là mình quay khúc mà giả cua sai cua. Đây. Mình ăn lễ rất là lớn. Nếu mà các bạn có thấy mấy món này hấp dẫn quá cứ liên hệ với ba Phi nha, đặt nấu nha các bạn. Mà với phạm vi là chợ gạo Tiền Giang thôi nha, chứ không có xa nha. Chợ gạo Tiền Giang thôi hả? Thank you.
cái dĩa rau mình nó mới hấp dẫn. Ê, sao bay tao hỏng ra toàn tiếng Anh đó mày? Cái đồ thật chết. Sao vậy? Hấp dẫn. Có xanh, có trắng, có đỏ. Cái này là phải... mình đừng có nói là xào thập cẩm mà xào ngũ sắc. Mẹ. Dĩa hải sản xào. Vợ chồng đâu có đau lùng mà sao hai ngày nó bức lúa quá chừng nghe hả lùng ta. Cái này cho cháu đâu có lụng rồi, thấy nhỉ? Cháu cái đâu rồi? Đây là món nước chấm các bạn. Đây là món nước chấm rau tập tàng. Rau tập tàng của miền không già. Rau là toàn là rau sạch không luôn á. Con ăn cho mẹ giỏi nè. Ba mươi hết tay sớm nè quý vị ơi. Dạng chưa. Rồi tới đây cũng cho ba Phi kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu mà các bạn có thấy hay like và chia sẻ nha các bạn. Đó, nấu nè. Rồi cho ba Phi chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video sau nha.